Tôi đã mua tập 1 từ rất lâu, tôi đã đọc xong rất lâu và bây giờ thì tập 2 đã được phát hành. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 12 hả? Đúng rồi, hôm nay ngày 12. Thì hôm tập 2 đã được phát hành vào ngày mùng 10 rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mới mua. Thôi thì bây giờ gọi là ăn siêu nhanh nhanh gọn gọn cho các bạn coi nha. Thì video này tôi không muốn dài dòng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn siêu thôi. Ơi, nó không để chỗ nào rách rách cho mình bóc hả? Chết thật. Thiếu gì cách, ta dùng dao. Ừ, nhưng mà tôi sợ dùng dao. Ok, đây là một tấm CKC mạ vàng. Các bạn có thể thấy rồi, nó được lồng vào ngay mặt sau luôn. Đóng gói bao bì các thứ rất là cần. Úi dồi ôi, vơ cơ. Thôi từ từ, bình tĩnh. Ok, thì đây chính là sách. Mùi rất thơm. Không mùi mấy nhá. Không có mùi mấy. À không, nếu mà sát mũi thì sẽ ngửi thấy mùi rất là thơm luôn. Ok, bộ này hay phết đấy. Đó, tôi đã đọc xong tập 1, tôi cũng review tập 1 rồi. Thì tập 2 chắc đến lúc mà tôi review thì cũng phải vài tháng nữa, hoặc là thậm chí vài năm nữa, ngang với thời gian mà Sky Novel phát hành một tập mới của một bộ light novel. Chúng ta sẽ có đây một tấm bookmark và hai tấm thẻ nhân vật. Cái này thì nó làm giống y hệt bookmark, chỉ mỗi tội nó dày hơn thôi, nên là thôi gọi thẻ nhân vật thì nó cũng không phải là quá sai. Ok, đây rồi. Hai nhân vật này là hình như là trong đội gì cùng chuyển sinh hay sao, với cả main hay sao nhân vật chính á. Ừ, bộ này tôi đọc mấy tháng rồi ấy, giờ tôi quên tên nhân vật rồi, chắc đọc lại sẽ nhớ thôi. Đây. Đấy. Này, trong phần này rất là vuông góc các thứ luôn. Đó, mặt sau này. Rồi. Ui, đây giới thiệu thì cũng vứt vào bên trong luôn. Đây. Đây là một số những cái giới thiệu nhân vật. Tuy là đây có giới thiệu đây. Đúng rồi, có tên các thứ đây. Tôi tưởng không có tên nhân vật. Đó, thì có 4 cái giới thiệu ở đây nhưng mà làm ra thì chỉ có 2 cái thẻ thôi. Đây chính là tấm CKC mạ vàng của các bạn đây nha, đã được lấy từ đây. Trời ơi, đùi. Tôi nghĩ là một số ông thích đùi sẽ khá là thích điều này. Còn bên trong thì chắc là như tập 1 thôi ha. Ừ đúng rồi, như tập 1 nên là chắc nó cũng không có gì đặc biệt mấy. Đó, thì đây là xong chuyện nha. Rồi. Thẻ nhân vật thì chỉ có mặt trước thôi mà sau không có. Đương nhiên rồi, nó cũng chỉ như với bookmark bình thường thôi. Tính ra thì làm thêm 2 cái nữa thì cũng vẫn ok mà nhỉ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy qua cái tấm này. Vừa nhìn qua là tôi đã biết là nó không ổn rồi. Đây, làm vẫn còn thừa hẳn một khúc trên này. Nó đủ không khí cho chúng ta, gọi là kiểu nó rộng mình xé đây. Thật ra thì nó không cần rộng này cũng được, vẫn xé được. Đó, đấy thì tôi cũng vừa lật qua các bạn coi mặt sau rồi. Mặt sau thì trông có vẻ hơi tàn đây. Trời má, tôi không biết đây là cái gì nhỉ. Đây, một, nó là lỗi. Hai, nó là kiểu dạng là đốm vàng để cho nó tạo cái không khí ấy, kiểu bầu trời sao ấy. Mỗi tội là sao này nó hơi dị các bạn. Đó, thì tấm này thì cũng có một số bộ mà Suki cũng đã làm rồi cho nên là cũng không gì lạ cả. Hình ảnh thì cũng chỉ lấy là từ bên trong cái phần tranh minh họa màu của truyện thôi. Đó, đây, nhìn trông cũng khá là bóng, đẹp các thứ luôn. Đây, mỗi tội là cái mặt sau này, nhìn này, trời ạ. Cái này chắc là cái phần bìa nó bị kiểu rách ra xong nó bị dính cái vàng vàng này vô cái giấy vàng này vô này. Trời má, nhìn. Cái này nó không phải vết đâu, không cạy được. Không hề cạy được luôn. Thì chắc là kiểu nó tạo không khí thôi các bạn ạ, chứ còn cái này không phải lỗi nhá. Các bạn nhìn thì có thể dùng lỗi đấy nhưng mà nó không phải lỗi đâu. Đó, thì mặt sau thế thôi, chúng ta quan tâm mặt trước này. Mặt trước thì tôi đấy đa phần các ông sẽ nhìn phần này. Mỗi tội là nó không trắng bằng cái phần ở trong. Không, nó như nhau cả. Nên là tôi nghĩ là các bạn sẽ nhìn cái phần đấy. Tôi thì tôi không nhìn đâu, tôi chỉ cho các bạn biết thôi. Mà tôi chắc chắn chỉ các bạn cũng biết rồi. Đó, thì đây là cái cuốn truyện mà tôi đã gọi là mua trong cái ngày 12 tháng 8 ấy nha, đúng ra phải mua. Ok, và đây thì có lẽ sẽ là chiếc hộp cuối cùng mà tôi mở đây để tôi cho các bạn coi nha. Đó, nó khá là to. Vẫn là light novel đấy. Light novel manga. Thì chiếc hộp này tôi mua xong rồi bị delay các thứ cơ. Đó, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là mở cho các bạn coi nha.
Ok, đây rồi. Đã mở xong các bạn ạ. Đây rồi, vứt cái hộp qua bên ạ. Ok. Thưa các bạn, thì đây. Đây, tôi đã mở xong rồi. Thì đây là một đơn hàng tôi đặt ở bên Phương Thu. Trông bọc cũng khá là chất lượng luôn ha. Còn cả cái phiếu gì đây ha. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu mở ra. Thì đây, đó là kiểu cái bảng tôi đặt là bảng có post vải, nhưng mà nó kiểu nó bị không có đủ nguyên liệu làm hay sao ấy, thế là nó bị delay sau một tháng. Thì bây giờ họ cho tôi là kiểu mình có nên mình có muốn đặt luôn không thì họ sẽ giao sách trước, còn post vải ra sau, hay là mình hủy đơn đến khi nào mà có vải thì sẽ mua. Nhưng mà tôi chọn lấy luôn, còn post vải thì để sau cũng được. Cái này lạ ha các bạn. Từ từ. Ok, tôi vứt cái này qua bên nha. Thì trước hết là chúng ta có một tấm. Tấm này là hình như là xin lỗi hay sao á. Đâu, coi, các bạn có thể coi này. Đó, thì ở đây. Đây là đơn hàng của tôi ha. Đó. Thì các cái ấy vẫn ok đúng không? Thì vấn đề chỗ là cái post vải nó do nhà in đấy sản xuất không kịp, chứ không phải là không đủ nguyên liệu, thì nó bị là như thế này đây. Đó, thế nên là tôi đã, đấy, mình một là mình nhận luôn, không có post vải để một tháng nữa hoặc là hai tháng nữa, hoặc là mình hủy đơn đợi đến khi nào có post vải thì họ sẽ giao riêng, thì tôi đã chọn lấy luôn đây nhá. Xin lỗi các bạn, đó, một cái tấm thư xin lỗi nhà sách Phương Thu. Đó, ok. Cái này thì tôi cũng có nhận ở trên cái phần chat Shopee rồi, cho nên là cũng không phải lắm. Đó, ok, thì mình cũng vui vẻ đấy thôi. Rồi. Thì đây, các bạn có thể thấy post chúng ta sẽ để đây. Bản đặc biệt ha các bạn. Đây là một cái siêu, hình như là đây là cái túi bọc, túi bọc Lenovo thôi. Để tôi bóc coi. Hình như tập này không có siêu sao nhở? À không có siêu này. Ui ê các bạn ơi. Cái này là ui, gì đây? Gì đây ba? Gì ba? Ui. Bì áo độc quyền, đẹp vãi. Ui, đẹp vãi. Thiếu ông nào nhở? Hình như đội này là có 5 người, thiếu một người. Đúng rồi. Đẹp vãi, ui, bìa đẹp vãi. Đúng rồi, hình như là trong cái tôi không nhớ, nhưng mà kiểu ở trong cái phần giới thiệu về phiên bản thì như là phần bản đặc biệt có bốt vải thì nó cũng có bìa độc quyền hay sao nhỉ? Tôi không rõ sao lại có bìa độc quyền này. Hay ba. Chiến vậy. Chiến vậy, có bìa độc quyền luôn. Ôi bảo sao tôi nhìn qua thấy bìa nó lạ lạ nên là tôi bảo ô cái gì đây. Ok thì đây mới là chuyện chúng ta ha. Còn đây là một tấm bìa áo bản độc quyền đấy. Đây, phốt này. Ok, đây vẫn đang đóng siêu ha. Thì bây giờ tôi sẽ bóc ra. Ôi cái này đóng nhiều, không biết xước luôn ấy, nhìn chiến vậy. Ok, bây giờ tôi sẽ bóc ra nha. Thì đây chính là tập 2. Bảo sao thấy lạ lạ. Thấy nó có một cái bìa lạ lạ này, xong rồi lại có cái túi bọc Lenovo nữa. Hóa ra là ở bọc cái bìa. Ok thì phần quà chúng ta sẽ rất là bình thường thôi. Một tấm postcard. Sao không có gì? Đó, cái này không phải chất liệu dạng bìa các thứ. Một tấm bookmark. Ok. Bộ này tôi xem lâu lắm rồi nên là tôi cũng quên tên nhân vật các thứ rồi. Buổi tôi cũng đọc lâu lắm rồi ấy, giờ chả nhớ nữa. Hiếm chắc đọc lại rồi. Ok, thì đây là tập 2. Đó. Ok, sau các thứ. Bên trong bìa màu cam này. Wow, ok. Ở đây thì như là một tấm poster nhưng mà nó làm zip vào với nhau ấy, nó đóng vào. Đây. Đó thì lấy từ phần bìa áo độc quyền thôi. À không, bìa áo độc quyền lấy từ đây thôi. Giới thiệu nhân vật. Đây thì ở cái bìa áo nó bị cắt ở một cái phần gáy nên là nhìn hơi khó một chút. Nó là cái phần giới thiệu nhân vật thôi. Cái này làm giống như kiểu bên Suki Lenovo của Otome Game tập 5 ấy. Vãi thật. Ok thì thôi làm giống nhau cũng được, mỗi thổi cái này mà cắt ra làm poster riêng thì sẽ ok hơn, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta còn tấm poster mà. Ok để tôi ngắm qua tấm poster xem như nào đã nhá. Ok còn bây giờ thì cứ ngắm ở đây trước đã. Mà sau thì man. Hình như đây là tấm poster thì phải. Cái này là poster lấy từ đây. Tôi nhớ là như thế. Từ từ, đây cũng giới thiệu nhân vật đây. Asahi với cả Asuki. Sasuke má tôi không nhìn thấy, tôi đang để nghiêng này xong tôi nhìn lên cam nên là không thấy được. Ở đây thì phần mục lục thì lại vào đây. Ui mục lục thì lại vào đây. Thế thì bây giờ lúc mà tôi kiểu xem mục lục các thứ, tôi hay xem mục lục ấy thì lại phải mở cái này. Bất tiện vậy. Ok thì thôi tạm thời là chúng ta ngắm qua một chút như thế thôi nhá. Còn tôi thì không dở nhiều đâu. Đó, bìa tập trước tập 1 thì màu xanh, bìa tập 2 thì màu cam. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tấm poster ha các bạn. Rồi cái ống nước này tôi tích nhiều nước trong nhà lắm rồi đấy. Ok tháo ra thôi. Ôi chỗ này nó bị cái kẹp ở đây. Để tôi tháo được này. Tháo được. Đó, mượt mà luôn. Ok. Rồi coi sao ta. Tôi quên mất là đây. Đây cái poster tôi không có chỗ nên tôi chỉ để cái góc này thôi, thì các bạn cũng biết là nó lấy từ phần bìa rồi ha. Thì cái phần mặt sau, cái phần tem nhựa màu ấy là tôi nhầm đấy, nó là cái post vải đấy các bạn ạ. Ui cái đấy là post vải thì chiến thật. Ok thì đây chính là poster thường thôi nha. Post thường thôi. Post giấy bìa A3, A4, A5 đó. Ok, lấy từ phần bìa. Rồi tôi lại phải đi ép thôi. Đó thì đây. Đây tập 2, bìa poster tập 2 và
đây là toàn bộ tập 2 cùng với những cái phần quà tặng kèm. Phần quà tặng kèm tập 2 này nhìn vừa bình thường vừa ác chiến nhỉ. Ok, thì đây là tấm poster các bạn. Còn tấm poster vải thì chắc là tôi sẽ chỉ chụp ảnh tôi post lên bên cái phần tác cộng đồng là trên Facebook cá nhân thôi, thì các bạn thông cảm nhé. Chứ còn cái video này tôi delay hơi lâu. Ok, thì đây là cái đơn hàng cuối tôi mở nhé. Ok, thì đây là tất cả những cái cuốn ra chiều 3 tôi kể đang cái bìa đấy. Ok, thì đây là tất cả 3 cuốn tôi đã unseal, unbox trong cái video lần này. Thì các bạn cũng có thể thấy là ở mỗi cái cuốn tôi đều để một cái mốc, gọi là mốc thời gian. Thì đó là cái mốc thời gian mà tôi đã qua những cái video này, đó, những cái cuốn đấy. Thì các bạn hãy thông cảm cho cái sự gọi là máu lên não đến nỗi mà quên cả trí nhớ đi. Xong rồi đến lúc nhớ ra rồi thì lại mắc bệnh lừa như tôi. Thế là, đó thì tôi quay xong rồi tôi tư bỏ đấy. Và mỗi lúc mà tôi nhớ ra, kiểu tôi bị quên ấy, xong mỗi lúc mà tôi nhớ ra thì tôi lại bị lười. Yeah, thì cuối cùng là tôi đành chọn cái cách tổng hợp lại, dù nó chỉ có 3 cuốn thôi nhưng mà nó cũng thể hiện được cái sự lười biếng của tôi. Nhưng mà thôi thì mong các bạn có gì các bạn cũng có thể bỏ qua tôi nhé. Tại vì tôi ít ra thì đây nó còn là kiểu dạng video đập hộp các thứ để cộng dồn lại, thì tôi nghĩ là nó cũng không sao. Dù là nó hơi ảo mất thời gian một tí, mua từ bao giờ rồi bây giờ mới có video. Đấy thì thôi, có gì các bạn bỏ qua tôi, tại vì không phải là chỉ có lười đâu. Tại vì dạo này kiểu tôi cũng khá là bận nhiều việc nữa, thế nên là thành thử ra là lịch chồng lịch thì không thể nào mà cứ tự dưng đang rảnh lại phải đi làm video được cả. Tại tôi còn khá là nhiều việc nữa, bây giờ thì lớn rồi mà cũng rất là nhiều việc, nên là thôi có gì các bạn bỏ qua tôi nhé. Ok, thì như vậy là video của tôi cũng kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy để lại cho tôi một like nhé. Nếu các bạn cảm thấy việc mà tôi lồng ghép như này nó ổn thì chắc là sau tôi cũng lồng ghép được. Nhưng mà nếu các bạn thấy không ổn thì thôi. Ok, còn nếu mà ngoài ra thì các bạn có câu hỏi thắc mắc yêu cầu gì hay ý kiến gì, tôi nghĩ sẽ có nhiều ý kiến, hoặc là có câu cà khịa gì đấy tôi, thì thôi các bạn cứ comment bên dưới video, tôi sẽ đọc và trả lời ngay khi mà tôi nhìn thấy comment đấy. À thật ra tôi nhìn thấy thì tôi vẫn còn phải bước bấm vào YouTube để tôi trả lời nữa. Ok thì thôi, tôi xin phép là kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha. Quá là mệt. Ok, bye bye.